Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Mình là Trọng Hantachi đây. Mình đến từ kênh channel CryptoNick. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn Sun Airdrop cái Merlin Layer 2 trên Bitcoin nhé các bạn nhé. Thì mình sẽ cụ thể là mình sẽ chuyển cái tài sản sang cái trên Merlin này và để stake nó và săn cơ hội Sun Airdrop và cái token Merlin này nhé các bạn nhé. Ok, thì đây là cái cầu của Merlin nhé các bạn nhé. Thì các bạn sẽ kết nối với cái cầu này và sẽ stack kênh cái tài sản của các bạn vào đây nhé. Ok, thì ở chỗ này nó có chỗ kết nối wallet này, thì mình chọn vào đây. Thì các bạn có cái ví nào mà đang có chứa tài sản thì bạn có thể kết nối nhé. Thì mình đang dùng ví Uniswap nhé. Uniswap, ok, và anh connect này. Đấy, xong mình nhấn xin rồi đây để đồng ý nhé. Ok, sau đó mình sẽ chọn ở đây để chọn các loại tài sản nhé các bạn nhé. Chọn mạng và các loại tài sản nhé. Ok, chọn mạng Bitcoin xong bạn chuyển xuống đây. Thì cái mạng Bitcoin này nó hỗ trợ rất nhiều loại tài sản nhé. Thì bạn có cái token nào thì bạn hoặc cái đồng nào thì bạn sẽ chọn đấy nhé. Ví dụ như mình đang có Bitmap ở đây thì mình sẽ chọn Bitmap nhé. Hiện tại mình đang có 9 Bitmap này. Ok, thì mình sẽ kéo mark ở đây, mình sẽ chọn 9 Bitmap của mình, xong mình ấn confirm. Đấy, ok. Xong ở đây thì bạn sẽ nhập một cái mã code nhé các bạn nhé. Mã code thì bạn sẽ chọn đây, bạn sẽ chọn member, xong bạn nhập cái mã code vào đây. Thì cái mã code mình sẽ để dưới phần mô tả video cho các bạn nhé. Sau khi bạn nhập mã code thì bạn sẽ ấn stake. Thì cái phí của cái này là 0.003 3.03 BTC nhé các bạn nhé. Ok, thì phí đâu đó khoảng 20 đô nhá các bạn nhá. Đấy. Ok, xong mình sẽ ấn stake. Đấy. Ok, xong bạn ấn stake nhá. Stake xong nó có thông báo ở đây này. Thì bạn ấn ok. Đấy. Thì ở đây bạn sẽ chọn cái mức phí gas khoảng đây hiện tại mà bước nhanh là 36 sat này. Ok, xong ấn confirm nhá. Thì bạn sẽ chuẩn bị cũng phải chuẩn bị một ít Bitcoin trên cái ví Uniswap của bạn hay cái ví Bitcoin nào của bạn nhé. Để chuẩn bị một tí làm phí nhé các bạn nhé. Thì các bạn cứ chuẩn bị khoảng 50 đô làm phí. Ok, xong mình ấn confirm nhé. Xong mình ấn xin này. Đấy, ok. Xong mình đồng ý ở đây nhé. Mình xin tiếp nhé. Ok, thì nó báo như này mình đã thành công rồi nhé. Thì nó bảo mất 3 cái khối blockchain thì nó mới xác nhận được nhé. Thì bạn có thể ấn check ở đây này. Check history ở đây. Đấy, thì nó đang breach nhé các bạn nhé. Đấy, mình đang breach bitmap. Ok, thì số lượng của mình là 9 này. Đấy, thì mình đã breach xong rồi nhé. Thì nó chỉ còn đợi thôi các bạn ạ. Đợi nó stake thành công thôi nhé các bạn ạ. Ok, sau khi breach xong nhá thì bạn vào chỗ cái ví của mình này, kích vào chỗ biểu tượng ví của mình này, xong bạn kích vào chỗ Merlin ở giữa này nhá. Đấy, thì ở đây thì nó có cái chỗ phần do tem này, thì là mình đang stake 9 cái bitmap nha các bạn nhá. Đấy, 9 cái bitmap tương đương giá trị là 0.03 BTC các bạn ạ. Ok, tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái mạng EVM dùng cái ví MetaMask nhé các bạn nhé. Ở trên cái sàn meson.fi này thì nó có cái cầu nối chuyển sang cái mạng Merlin nhé. Ok, thì ở cái từ này này là cái bạn gửi từ cái chain nào thì bạn sẽ chọn các layer 2 như Arbitrum, Optimus hay là BNB hoặc là Polygon thì cho nó rẻ nhé. Ok, thì xong đến thì bạn sẽ chọn kéo xuống và cái chọn Merlin ở cuối cùng này này. Đấy, mạng Merlin. Đấy, thì nó đang hỗ trợ một số đồng như là USDC, USDT các thứ. Thì mình đang có USDC, mình sẽ chọn tối đa và bridge sang Merlin BTC nhé các bạn nhé. Đấy. Ok, xem mình sẽ chọn hoán đổi nhá. Thì ở đây nó có phí là khoảng 3,9 đô. Ở đấy, USDC đấy. Ok. Xong mình sẽ chọn hoán đổi ở đây. Ok, xong mình sẽ chấp nhận nhá. Rồi, xong mình ở đây mình chọn tối đa đi. Xong mình sẽ ấn tiếp theo này. Đấy, thì phí gas khoảng 0.03 đô này.
chấp nhận này. Ok, thì ở đây nó bảo là từ 1 đến 2 phút nhé. Thì mình sẽ chờ một tí để cho nó phê duyệt. Ok, khi mà nó phê duyệt xong mình sẽ xác nhận nhé. Thì đây mình hoán đổi 42,35 sang sẽ được là 0.000533 BTC trên mạng Merlin nhé. Ok, mình sẽ xác nhận ở đây. Và mình sẽ chấp nhận trên ví MetaMask một lần nữa nhé. Ok, mình ký. À, các bạn nhớ này, cái phí này nó mất một ít phí là khoảng 3,9 đô nhá, USDC nhá. Ok, mình ấn ký này. Đấy, xong mình sẽ xác nhận trên ví MetaMask một lần nữa này, mình xác nhận này. Ok, thì mình sẽ chờ một tí nhá. Đấy. Thì nó sẽ tiến hành nó tiến trình đây này. Thì có hai tiến trình đây nhé, yêu cầu hoán đổi thứ hai là quỹ phát hành nhé. Đấy, thì mình sẽ chờ một nốt cho các cái tất cả hai tiến trình này thực hiện thành công là được nhé. Ok, vậy là nó báo mình hoán đổi đã thành công rồi nhé các bạn nhé. Đây, nó báo chỗ này hoán đổi thành công này. Ok, xong mình sẽ tắt cái này đi được. Đấy, vậy là mình đã hoán đổi thành công sang cái mạng Merlin rồi. Ok, sau bạn sẽ add cái trên Merlin này, trên Merlin ở ví và ví MetaMask của mình nhé, để xem cái tài sản của mình nhé. Ok, mình sẽ add cái trên này, chấp nhận này, chuyển mạng này. Đây thì bạn sẽ vào trên Merlin và đây bạn sẽ thấy số dư BTC của bạn ở trong ví MetaMask nhé, ở trên Merlin. Đấy, mình đã bridge sang là hiện tại còn 37,81 đô nhé. Là tương đương chấm 0.0005 BTC. Ok, tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi mua bán ở trên cái hệ Merlin này nhé. Hệ Merlin thì nó có cái đang có cái sàn của chính họ nhé. Nó là Merlin Swap.org. Đấy. Thì các bạn có thể chơi các token ở đây. Thì ví dụ mình đây ở vào cái mục kích vào cái mục token này. Thì nó có các cái token ở đây nhé các bạn nhé. Rất nhiều token ở đây. Thì các bạn có thể chọn bất kỳ một cái token nào để bạn có thể là chơi và swap. Ví dụ mình chọn đồng hồ này chẳng hạn. Đấy, mình có thể chọn swap nhé. Thì để mà xem giá thì bạn kích vào chỗ cái biểu tượng biểu đồ đây này. Thì nó sẽ ra một cái trang để xem giá, xem biểu đồ nhé. Thì bạn kích vào chỗ buy này này. Thì nó sẽ ra cái chart. Bạn có thể xem chọn theo ngày hoặc theo giờ ở đây. Ví dụ mình chọn theo ngày này. Thì cái token này hiện tại nó đã cũng x khá nhiều lần nhá. Nó đã x khá nhiều lần rồi. Ví dụ nó từ lúc đầu ra đã khoảng x10. Đấy. Ok, nó đã khoảng x10 rồi nhá. Rồi các bạn khi bạn chơi swap vào trên cái sàn này thì nó sẽ có một airdrop. Thì nó sẽ cho các bạn airdrop cái đồng Voya đây này. Đấy. Ok, thì mình sẽ thử swap một ít sang cái đồng HUHU xem nhé các bạn nhé. Mình sẽ thử swap một nửa. Mình swap 0.002 đây. Đấy, xong mình chọn swap thử nhé. Đầu tiên bạn sẽ kết nối với cái ví của bạn đó. Kết nối, ấn connect qua net đây. Xong bạn chọn một cái ví của bạn. Đấy, xong bạn sẽ swap nhé. Ok, xong mình ấn swap vào đây này. Đấy, thì cái ví MetaMask của bạn nó sẽ hiện lên nhé. Ok. Thì phí rất là rẻ nhé. Vì là đây là 2 phí nó khoảng 0.76 đô thôi các bạn ạ. Ok, xong mình xác nhận nhé. Ok, vậy là mình đã swap xong từ BTC mạng Merlin L2 sang cái đồng token meme đó là HUHU nhé các bạn nhé. Đấy, mình đã swap thành công rồi. Đây, bạn có thể swap ngược lại được nhé. Đây, ví dụ mình chọn mắc này. Đấy, ok, đấy là cách các bạn swap chơi nhé. Khi các bạn swap xong thì bạn có thể mang đi add bull ở đây. Hoặc là bạn cứ hốt trên ví được. Nếu mà bạn nó mua thì ở đây nó có cái cặp
Apple đây này thì bạn có thể add new utility đây, thì ở đây nó có API nhé, cũng rất khá là cao nha các bạn nhé. Đấy, ví dụ mình cái cặp Huhu với cái BTC này khá là cao, bạn có thể chọn vào đây và bạn chọn Max ở đây và bạn chọn Apple nhé, Apple và Apple thôi, thế là được các bạn ạ. Ok, khả năng mình sẽ hold trên ví thôi nhé. Đấy thì mình đã hướng dẫn các bạn Sunlight Drop layer 2 của BTC, đó là Merlin nhé các bạn nhé. Cái Merlin này khá là hot các bạn ạ. Ok, thì cái mèo Merlin này thì hiện tại cái token tổng TVL của nó đã lên khoảng lên 3 tỷ đô nhé các bạn nhé. Hôm trước mình đọc trên cái trang của họ ấy. Đây, hôm trước mình đọc ở trên cái trang của họ thì từ cái TVL của họ đã cũng khá là cao rồi. Đây, ở đây nó có ghi là 3 tỷ đô này các bạn này. Đấy. Thì đây một hai layer 2 trên Ethereum và EVN thì khá là tiềm năng nhé các bạn nhé. Thì mình đã hướng dẫn xong cái phần hướng dẫn của mình, gồm có là các bạn stack ở trên cái mạng BTC dùng cái ví là Unistat, và cách và thứ hai là chuyển từ cái ví MetaMask này này. Đấy, dùng cái mạng EVN như các layer 2 như là Arbitrum, Optimism, các bạn chuyển USDC vào cái layer 2 Merlin này. Sau đó các bạn vào cái sàn Chain này để các bạn Chain Swap và Unbull nhé. Ok, thì mình đã hướng dẫn xong rồi. Thì các bạn thấy video này của mình hay với, hãy cho mình một like, một subscribe kênh YouTube của chúng mình nhé. Và các bạn nhớ ghé qua cái kênh X Twitter của mình là Trọng Xích Trừ Hatachi này này. Cho mình một like, một theo dõi, một follow nhé. Để mình có những cái bài đăng mới nhất và những cái hướng dẫn mới nhất mình cũng sẽ đăng lên đây. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Xin chào.